chế độ ăn uống thật lành mạnh và cân bằng là một trong những món quà tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, chế độ ăn uống phù hợp với bạn chưa chắc là chế độ ăn uống phù hợp với người bên cạnh. Một số người có thể ăn rất ít nhưng vẫn tăng cân, trong khi một số khác ăn nhiều nhưng vẫn mảnh khảnh. Điều này là do yếu tố di truyền và do cách thức cơ thể chúng ta chuyển hóa thực phẩm. Các nhà khoa học và chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi đã phát triển MyDNA, ứng dụng hàng đầu về gen dinh dưỡng. Với một mẫu DNA, chúng tôi có thể phân tích và cung cấp cho bạn hơn 20 chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp, tương ứng với cách các gen của bạn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, xử lý carbon hydrate, chất béo, vitamin và nhiều chất khác. Báo cáo chế độ tập luyện trên MyDNA giúp bạn hiểu các gen của mình ảnh hưởng như thế nào đến khả năng cung cấp năng lượng và sức bền, khả năng phục hồi, nguy cơ chấn thương và nhiều điều khác. Với những thông tin này, bạn có thể tận dụng mọi lợi thế đặc thù của bản thân. Ứng dụng MyDNA Pro giúp bạn đặt ra và đạt được các mục tiêu sức khỏe của mình với các lời khuyên đưa ra dựa trên DNA của chính bạn. Các tính năng tuyệt vời như nhật ký ảnh thức ăn sẽ cung cấp cho bạn các đánh giá và thông tin về lượng calo ước tính. Xem bạn đã đốt cháy bao nhiêu với cái bánh mì kẹp thịt và bát phở, với số bước chân bạn đã đi cả ngày hôm nay. Bạn cũng có thể trò chuyện với chuyên gia sức khỏe để giải đáp bất cứ thắc mắc nào. MyDNA sẽ mang tới cho bạn những thông tin có giá trị, trao cho bạn khả năng sống một cuộc sống trọn vẹn hơn. Vậy, bạn có lợi ích gì từ MyDNA? 1. Báo cáo MyDNA về chế độ ăn uống, dinh dưỡng và luyện tập dựa trên phân tích DNA của bạn. 2. Ứng dụng độc quyền MyDNA Pro. 3. Trò chuyện theo yêu cầu với chuyên gia sức khỏe. Chỉ cần một vài phút, bạn có thể thoải mái ngồi tại nhà, khám phá những bí mật về chính DNA của mình.